Có cái việc giờ là tập trung vào việc đòi nợ, đòi xin, còn không cần khách hàng nữa. Tầm này khách hàng gì nữa, bán nhà nơi còn khách hàng cái gì nữa Câu hỏi là cho em xin phép thầy uh, chia sẻ cho em cái năng lượng uh, để cho em có động lực để không bị ám ảnh về kinh tế. Ôi ông ơi, giờ ông nợ tiền vợ thì ông phải ám ảnh mà giả cho người ta chứ không ám ảnh để xóa hết thì không phải chết vâng ạ thế nên nó lại có cái bài hát ta là đập đi hết ta làm lại từ đầu <laughs> vâng ạ ừ, thế bây giờ là nợ bao nhiêu tổng nợ còn nợ là bao nhiêu tổng bây giờ là em nợ khoảng độ 1 tỷ bảy ạ rồi nặng đấy bây giờ tiền mặt còn bao nhiêu tiền mặt thì uh, trong uh, hiện tại thì vừa rồi trong vừa rồi thì nó có chuyển về được cho em mấy trăm nhưng mà em nó cũng phải chi đi hết rồi ạ À, thế còn nợ bao nhiêu họ nợ mình bao nhiêu vâng ạ lợ uh, bây giờ họ còn nợ em khoảng độ bảy trăm ạ <laughs> Thì cứ tiêu, ông ông thu tiền lẻ ấy, ông bỏ tiền cục ông, ông thu tiền lẻ tiền lẻ về là ông sẽ không dùng cái để đáo hạn mà ông sẽ dùng tiêu hết ừ. tiêu lật vặt đấy thế bây giờ là muốn gì muốn đòi nợ à, em muốn giải thoát được cái số nợ bây giờ thế này tôi nói thôi nói vui thôi cái tình huống đầu tiên ấy à, bây giờ là nợ xã hội hay nợ ở ngân hàng Vừa lợi ngân hàng và lợi một số xã hội ạ. Rồi, xã hội bao nhiêu? Xã hội khoảng độ bây giờ đã lên đến 400 rồi ạ. Ok, mà càng để không giải quyết được. Bây giờ thì lấy đâu ra 400 để giải quyết bây giờ? À, học và làm ạ. Không kịp, nó tăng nhanh lắm. Nó tăng nhanh hơn bất kể cái loại tăng nào. Thế thì em xin được cái lời khuyên ạ. Bây giờ nó có như này này, có mấy cái giải pháp như này. Giải pháp này là giải pháp quan trọng nhất mà không làm được thì là coi như bế tắc luôn đó là biện khoanh nợ khoanh nợ tức là nó có từng ý giữ nguyên cái từng ý lại thế thôi không cho tăng lên nữa 400 em cho em giả dần 400 ví dụ như là cho em giả dần 400 trong 2 tháng em giả dần 400 trong 3 tháng thì không cho tăng lãi nữa thì đấy được gọi là khoanh nợ em đã khoanh rồi nhưng mà không được ạ không đàm phán được ạ bây giờ nó lên đàm phán nó thôi anh chết chết em thì được bây giờ em chỉ còn thế thôi đồng ý giờ em giả anh trước 200 còn 200 cho em giả nốt trong 2 tháng thì khoanh được chứ còn giờ lên mẹ khơi khơi là anh ơi cho em khoanh chỗ này còn đâu nó còn phải để đòi nợ ông để nó còn ông phải trả nó lãi thì nó mới trả thì ông mới có động lực ông trả tiền đó chứ ông khoanh ông lại khoanh cả cục 400 trăm đời nào nó cho ông khoanh em có khoanh có xin trả dần và em cũng có 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 có, có đưa ra phương án đấy rồi ạ giả dạ trước 200 đi rồi còn lại 200 khoanh thì đưa tiền ra người ta nhìn thấy tiền người ta mới khoanh chứ ít nhất ông phải trả quá được cái gốc của nó thì cái lãi nó mới khoanh hiểu không? Bây giờ ông không trả nó hết được cái gốc, đời nào cái lãi nó cho ông khoanh. Có hiểu cái lỗ lãi tăng lên không? Em hiểu ạ. Ông quay nó 100 bây giờ nó lên 400 hay là đúng không? Vâng ạ, em hiểu ạ. Đấy thì ông phải trả nó hết cái gốc cộng với cái tiền lãi cho nó ăn được cái đã, còn lại cái tiền lãi còn lại ông mới khoanh. Chứ còn bây giờ nó ông mà không khoanh thì lãi mẹ nó đẻ lãi con ông chết. Vâng ạ, em đang bị lo nhất cái vấn đề này ạ. Nó lãi chồng lãi là ông không không đỡ kịp đâu. Đấy cho nên ở đây cái đầu tiên ấy là mình vay bao nhiêu gốc mình trả hết cái gốc đi còn có một cách nữa cái nhà còn tăng được lãi lên không tăng được tiền lên không ừ, nhà thì chắc là không tăng được đâu ạ đi vay đi xin cả họ ấy, mỗi nhà vay 10 triệu trả cái nợ ấy xong khoanh lại xong rồi đi làm ăn để trả cái đó chứ bây giờ ông mà để cái đấy không làm đời nào mà không làm được cũng càng làm càng chết càng làm bao nhiêu tiền lãi nó tăng nhanh hơn cả cái tiền thì ông kiếm được thì làm sao ông đỡ kịp đó là cái thứ nhất, cái thứ hai nhanh hơn này. Công có bao nhiêu lính? Em thì uh, uh, có khoảng độ hơn 30 ạ. 30 gì? 30 lính đúng không? Vâng ạ. Đây là bao nhiêu chủ? 15 chủ ạ. 15 chủ, 30 thằng. Cứ mỗi ngày một thằng trong vòng một tháng giao tất cả lính chỉ đi làm một việc lấy 700 triệu về để khất nợ, để trả cho bọn kia. Bọn mày cứ lên đây thằng nào đòi được tao giả lương thêm cộng thêm thưởng. Chỉ đi đòi nợ thôi. Hai thằng, một nhà. 30 thằng là 30 lính đúng không? Lính như, như mà lính để đi lao động cơ Lính bao 30 lính đúng không? Vâng ạ. Đúng không? Vâng ạ. 15 chủ nợ đúng không? Hai thằng kèm một thằng chủ nợ. Ngày nào cũng gọi điện, ngày nào cũng gọi điện, ngày nào cũng đến cửa hàng nó. Đến này, này. anh ấy, anh trả em tiền này Xong rồi, ba ơi Chú để nợ cháu tiền đấy chưa giả cháu đâu Chú mua hàng đi để chú ấy giả nợ cháu Vâng ạ ờ, Ông khách đi vào à? Con lại chú Chú mua hàng cho chú này đi Chú lấy tiền giả chú là giả giả anh con Anh con vì chú này nợ mà sắp bị bán nhà rồi Nó sắp xiết nợ nhà anh con rồi Chú làm ơn chú mua hàng đi để cho chú này Chú lấy tiền chú giả con để cho con Mang về con cho anh con giả nợ cho xã hội đen Không là anh con chết Cứ đứng nói thế này Ừ. Ở đây có ai bán loa kéo không? bán cho 15 cái loa kéo đứng trước cửa hát hát bài thằng bé đưa bé cái gì thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ tăng 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 thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ chú ơi Xem còn sắp lang thang rồi Mình cũng là chủ doanh nghiệp với nhau Con thì cũng gắn bó với sếp con cũng được 5 năm, 10 năm Giờ sếp con ra đường vì chú Thì chú biết rồi đấy, con cũng ra đường vì sếp Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ Ê, chú có muốn con âm thầm đi vào nhà chú không? 15 thằng, ngày nào cũng đứng hát loa kéo. Lầy cô đi qua, lầy bà đi lại. Làm ơn đi vào trong cái quán này mua hàng đi. Chú ơi chú mua hàng đi cho cái chủ nhà này có tiền nợ trả tiền con. Nhà này nợ chú con 40 triệu mà 6 tháng nay chưa trả chú ạ. À. 40 triệu với nhà này chẳng nhiều nhưng mà với chủ con 40 triệu nhiều lắm. Gia đình anh ấy sắp bị siết nợ rồi. Chỉ vì có mấy ông này có 40 triệu mà không trả nợ. Chú mua hàng đi lấy ông đi qua lấy bà đi lại lấy cô con gái lấy cô con trai mua hàng đi là mua hàng đi cho ông chủ nhà có tiền giả nợ bong, bong 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 thế thôi có 15 thằng mà chỉ làm một việc kéo loa kéo đi hát sau thời gian đấy tất cả bọn nó đều thành nhạc sĩ thành ca sĩ hết không đòi được 700 thì đòi được 400 đòi được 400 thì không bị lại nữa hết ám ảnh mình được lợi thế là mình có quân đông mẹ mà hết thằng này hát thằng kia hát tiếp tôi nhớ tôi học cái bài này ở trên mạng này nó cứ đứng cửa nó hát rồi nó hát nó lại cầu xin người đi qua nó nói, cầu xin ông khách hàng không chơi ném vôi không chơi cứ đứng hát ấy, nhau ai cầm ông hát ông cầu xin khách hàng mua hàng chứ ông có chửi khách hàng ông có đuổi khách hàng đâu ông hát chứ ông có chửi bới ai đâu mà tội gây dối trật tự công cộng mà ông cứ đứng ở cửa ông nói đường nhà ông à tôi đứng ở cửa tôi nói chú ơi em nói vọng vào chú ơi chú mua hàng đi cho cái ông này ông có tiền ông giả chủ con em cảm ơn à. ạ giờ rồi, rồi sao này, có đi mua loa kéo không em hiểu một số phần ạ à, số phần là cái gì em nói hiểu cái gì nào à, thứ nhất thì cái uh, tìm cách để khoanh nợ và tìm cách trả nợ trước ạ thì cái việc đầu tiên cần làm là đi sang khoanh nợ việc thứ hai cần làm là phải đòi nợ vâng ạ thứ, thứ ba là phải khuyên những người khác đừng bao giờ bán chịu nữa đấy là cách phá sản tất cả mọi người phá sản hầu hết đều bán theo cách này vâng ạ em uh, đang uh, xây dựng uh, cái niềm uh, tin đừng có xây dựng niềm tin cái gì nếu mà ảo tất cả những cái như em vẫn đang 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 muốn làm việc ạ, à? đang đang muốn làm việc để cho nó. Vâng. chỉ làm hai việc cái thôi ăn Tết cho nó ngon. Đòi được 700 về, trả thằng kia 400, trả ngân hàng 300. Lúc ấy tính tiếp. Vâng ạ. Thế là tiền ông bị nó thành, tiền ông cho người ta thì nó không tính được lãi đúng không? Vâng ạ. Còn tiền bên kia thì lãi mẹ để lãi con đúng không? Vâng ạ. Kinh doanh thế lãi em sao làm sao mà chịu được? <laughs> Vì vậy thì em Thì trong khi ông có quân không giải quyết vấn đề đấy Thì ông thải bớt quân đi nuôi làm gì mấy thằng ăn bám này Tập trung vào marketing cái gì này <laughs> tập vẫn tập trung vào marketing <laughs> Nhìn cái mặt là biết rồi <laughs> Marketing gì ừ, Em vẫn uh, 70, 30 thằng ấy nó làm gì Một uh, có uh, kế toán ạ à, và nhân viên uh, chạy thị trường kinh doanh và một số là thi công ạ sơn à sơn và cả em nhận thêm cả mấy mảng nhận thi công công xây dựng xây dựng nữa ạ. một công nhân đi sơn một ngày được bao nhiêu tiền một công nhân đi sơn một ngày thì số lượng em giao khoán cho từng đội thì em chỉ có nuôi một đội là em trả đứng đầu là 400 cơm nuôi còn bốn đầu là 400 ạ 400.000 một, à? 400 một ngày ạ à? 400 nghìn một ngày ạ là vừa làm sơn vừa còn cả cơm nữa đúng không? Mình cơm mình đúng không? Vâng ăn cơm cùng với gia đình ạ. Cơm cùng mình cộng với 400 000 một ngày. Vâng ạ, đấy là đầu cánh ạ, còn kia là 250 ạ, bên mẹ 300. Ừ. Thế cho nó đi hát. Giả nó 500 cộng với cơm. Việc nhẹ lương cao. Vâng. Thôi đi hát thôi. nếu mà hát mà có tiền thì là thưởng thêm. Còn hát mà không có tiền thì được 500 nhưng mà phải hát quay lại băng Ông có nhân viên làm marketing không dạ có phát đoạn hát ca nhạc cái lên trên youtube nhiều người xem cực thằng ấy kiểu gì cũng phải xin gỡ trả tiền thì gỡ có thằng nào phá sản không trong 15 thằng này có thằng nào phá sản không ừ, không không phá sản ạ ừ, thế cứ đứng hát thôi cái thằng nào càng nhiều tiền thì ưu tiên hát trước thằng nào ưu tiên ưu tiên hát sau Vâng em hiểu ạ, không phá đám, không phá quấy chỉ mời người ta vào mua hàng để em có tiền giả nợ thôi. <laughs> vâng, vâng ạ. Ở cái việc giờ là tập trung vào việc đòi nợ, tôi nói ngắn gọn đấy Vâng ạ. Đòi được đồng nào giả đồng đấy mà sang bên kia khoanh nợ trong vòng 2 tháng cho xong rồi. Không là mất cả Tết. Vâng ạ. Nha, để sang đòi nợ. Đòi xin còn không cần khách hàng nữa. Tầm này khách hàng gì nữa, bán nhà nơi rồi còn khách hàng cái gì nữa. Vâng ạ. Nhá, thế đi sang cái đòi nợ. Rồi, dành cho bạn chàng vỗ tay thật lớn. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Đây là cái bài học cho tất cả anh em mình ở đây, tuyệt đối không bao giờ được bán nợ. Không bao giờ được bán nợ. Lúc mà làm ăn được thì họ cứ gối đầu, gối đầu, gối đầu đến lúc họ không làm ăn được cái là họ bùng nợ mình luôn. Rồi, nói tiếp đi em. Trước mắt thì em xin cảm ơn thầy đã có một lớp học tuyệt vời như này ạ. À, em sau uh, hôm trước là em hỏi về cái vấn đề của em thì khi uh, thứ hai là em xin cảm ơn tất cả mọi người người ở trong hội trường này và là những uh, nhà lãnh đạo uh, kinh doanh tương lai dù chưa biết gì đến nhau nhưng mọi người đã khi cái câu chuyện của em và những cái khó khăn của em em có nói ra mọi người đã chia sẻ những người không quen không biết mỗi người cho em một cái ý tưởng và chia sẻ cho em đến buổi tối sau bài tập mà về nhà thì uh, sau một uh, cái uh, phương pháp học pha lon thì sau buổi đấy thì đến sáng ngày hôm sau em đã giải quyết được ngay xong vấn đề ạ ừ, thế là làm nào để hết được cái món bốn trong thì uh, em uh, trước trước nhất là em uh, cái bản thân của mình là mình cái tiền của mình nhà mình đã tiền của mình nhà mình gây ra mà mình để mất thì giải quyết xong thì tất cả là cái việc này thì anh em bạn bè tại vì khi gọn uh, những uh, mình là, là 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 niềm tin thì người ta mới cho mình vay ngắn gọn là làm gì được. giải quyết là em uh, nhờ đến anh em trong gia đình uh, khoanh và dứt điểm cái cái đoạn anh hải đã à, mới khoanh được thôi còn chưa trả được vâng ạ sau uh, trong vòng uh, tối thiểu muộn nhất trong hai tuần tới em sẽ sẽ trả xong ạ ừ, ngồi thế thôi tuyệt vời chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với phạm thành long để không bỏ lỡ những video tiếp theo hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo